Vâng, để máy ông Sơn chào bác. Hôm nay làm video ngắn review sửa cái sạc pin 10 cell sạc cốc các nhá. Thì cũng có nhiều trường hợp các bác mua hàng các shop mà vớ được cái sạc mà nghĩa là khi mà nhận được cái sạc ấy, sạc thì báo đèn xanh nhưng mà cắm pin vào không ấy. Không sạc được. Đây. Đấy. Ví dụ như mà các bác cắm quả pin, có pin này trường hợp quả pin này ok nhá. Có pin này chạy ok bình thường rồi nhưng mà lắp vào sạc không nhận đèn đỏ thì nó đang bị trục sạc sạc. Còn trường hợp các bác mà cắm sạc vào đấy mà sạc có pin là bị trục trặc mà cắm sạc không được thì nó do trục trặc pin, có thể do tuột dây các nhá. Đấy, về pin thì pin mới thì có thường thường sẽ như vậy thôi. Đấy, thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bác cách này sửa cái sạc này. Cái cách này thì cũng là theo cá nhân của em thôi. Còn có thể có nhiều cách xử lý khác và có những nhiều tình trạng khác các nhá. Thì cái sạc này thì nó hiện tại là có lên đèn xanh nhưng mà không sạc không vào. Thì cái này thì cái lỗi của nó rất đơn giản, cái về cái sạc này thì nó bị đảo lộn dây bên trong. Thì cái này các bác chỉ cần tháo ra và đủ lại dây là được thôi. Thì đây em tháo ra, em chỉ các bác nhé. Đây, đây bên trong cái sạc các bác nhé. Để tụ tiếp. Có để ý này, khi mà những con sạc như vậy các bác chú ý cho em cái phần dây cuối đây. Đấy, cái dây em dương nó đang bị lộn nhau. Đấy, có rất nhiều bác mua hàng ở nhiều shop và bị tình trạng như vậy cũng có hỏi bên em, thì bên em cũng hướng dẫn các bác cách sửa luôn, thì cũng chỉ cần tháo ra đủ lại cái dây này thôi là được thôi, cũng không nhất thiết phải mua một cái sạc mới, chỉ các bác chỉ cần đủ lại được thôi các bác. Đấy, còn những cái mạch này thì nó không hỏng đến vì nó vẫn chạy bình thường, chỉ có cái là nó không vào sạc thôi, thì là các bác chỉ cần đảo lại cái dây này, hai dây này được thôi các bác nhé. Đấy, đảo vào xong. Ok, mới vậy thôi các bạn. Đây các bạn chỉ cần đảo lại là chạy bình thường thôi. Đây, cảm ơn điện lại lên xanh này. Bây giờ các bạn cứ nắp quả pin là chạy thôi. Nắp quả pin là lên đèn đỏ. Đấy, đảm bảo đang sạc coi nhé. Đấy, cũng rất đơn giản thôi, cách xử lý cái sạc đơn giản nhất thôi nhé. Thì sạc này có rất nhiều bệnh, có một số bệnh nữa như đèn sáng nhấp nháy hay là không sáng đèn. Thì em sẽ cố gắng làm những video sau nhá bác nhá. Đấy, đây là một cái cách xử lý cái sạc đơn giản nhất, thì các bác có thể tham khảo qua và xử lý cái sạc tại nhà. Đấy. Rồi. Đấy, thì em sẽ cố gắng những video. Vâng, như vừa rồi em có hướng dẫn các bác cách sửa sạc, cái lỗi là rất đơn giản các nhá, cũng chỉ là đảo lại dây thôi. Đấy, các bác có thể đảo tại nhà, không nhất thiết phải mua một cái sạc mới các bác nhá. Đấy. Nếu bạn nào thấy hay thì cho em xin một like. Còn các bạn nào có ý kiến đóng góp hay là có yêu cầu review sửa chữa máy móc thì cứ để lại comment bên dưới, thì bên em sẽ làm video review sửa chữa cho các bác xem nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé.